Tôi là một nhà văn đã được gần 10 năm và thật đáng buồn, sự nghiệp của tôi nhiều năm đều trong trên, không có khởi sắc. Nhưng điều đó đã chấm dứt cho đến khi tôi xuất bản cuốn sách Gửi tuổi 17 của tôi. Nội dung của cuốn sách kể về một cô gái có tài hoa hơn người nhưng cuối cùng lại lựa chọn tự sát do trầm cảm kéo dài. Người ta nói rằng sự thành công của cuốn sách đó là nhờ nó đã miêu tả tâm lý nhân vật quá xuất sắc. Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi lại có cảm hứng để viết nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy sau ngần ấy năm cầm bút. Tôi trả lời rằng có lẽ là do việc chuyển nhà đã mang đến sự thay đổi môi trường, khiến vận may của tôi cũng thay đổi theo chăng. Gửi tuổi 17 của tôi đã mang đến cho tôi địa vị và tiền bạc, cùng với đó là một chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của mình. Nhưng đây cũng là lúc mà những sự kiện kỳ lạ ập đến với tôi. Tôi bắt đầu mơ thấy một cô gái. Và nếu như suy nghĩ của tôi là đúng, thì cô gái này cực kỳ giống với nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của tôi. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng, làn da nhợt nhạt và một mái tóc dài che khuất mặt. Cô ta ngồi cúi đầu trên một chiếc ghế, lẩm bẩm điều gì đó. Vì tò mò nên tôi ghé sát lại để nghe cô ta đang nói gì. Đừng ăn cắp cuộc đời của tôi. Cô gái ấy cứ nói đi nói lại một câu như vậy. Giấc mơ ấy khiến tôi sợ hãi. Điều tồi tệ hơn là nó lại lặp lại liên tục mỗi đêm, khiến tôi lâm vào tình trạng mất ngủ. Sau đó, tình hình chuyển biến tệ hơn. Cô gái ấy đã thoát ra khỏi giấc mơ. Cô ta hiện hữu như một bóng ma trong căn nhà. Tôi phải lờ đi về sự có mặt của cô ta mỗi lần bóng ma ấy xuất hiện. Mỗi lần tôi bắt đầu ngồi vào bàn viết, tôi có cảm nhận rằng bóng ma ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Đỉnh điểm là một lần khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy gương mặt cô ta dí sát vào mặt mình. Tôi đã phải cố gắng kìm nén một cách mãnh liệt để không thét lên. Bóng ma ấy lúc nào cũng thấp thoáng trong căn nhà với một ánh mắt thù ghét. Tâm trạng tiêu cực của tôi khiến mẹ tôi vô cùng thắc mắc. Bà còn nói tôi nên tiếp nhận điều trị tâm lý. Nhưng kỳ thực, ngay từ đầu tôi đã biết mình đang gặp phải điều gì. Tôi biết hồn ma ấy là ai và lý do của tất cả các hành động mà cô ta làm. Khi mới chuyển đến căn nhà mới, tôi đã tìm thấy một bản thảo sách của chủ nhân cũ. Cuốn sách ấy hay đến mức khiến tôi nổi lên lòng tham. Sự nghiệp của tôi 10 năm dường như đã đi vào ngõ cụt. Và tôi cho rằng định mệnh đã dẫn tôi đến với ánh sáng của cuộc đời mình. Tôi biết chủ nhân cũ đã tự sát sau khi viết xong cuốn sách. Nhưng điều đó không thể ngăn tôi nảy sinh ý định hèn mọn. Oan hùng của cô gái đó lại khiến tôi nhớ đến lời nhận xét của một vị bạn đọc. Người ấy nói rằng cuốn sách Gửi tuổi 17 của tôi không giống như một cuốn sách hư cấu, nó giống với một cuốn tự truyện. Nếu là một cuốn tự truyện, vậy tất cả các tình tiết đều có thật sao? Tôi nhớ lại về cái kết của cuốn tiểu thuyết Gửi tuổi 17 của tôi. Đó là sau khi tự sát, linh hồn của cô gái ấy vẫn còn quanh quẩn quanh ngôi nhà và nguyên rằng sẽ giết chết bất kỳ ai dám xâm phạm vào lãnh thổ của cô ta. Lúc này, một bàn tay lạnh toát bất ngờ chạm vào vai tôi.